Su đang ăn gì đó? Su Su đang ăn gì đó? Mày ai cho? Ủa con mèo, mèo đi ra này, đến thân Su nó đập. Sao không lấy lượt trái đầu chưa hả à, cô nương? Ai là làng cho? Chui ra khỏi mùng là nghe tiếng rồi. Tao đi ra khỏi mùng ở trong đó là bắt đầu hút có tao nữa là dài dài đó. Giỏi quá tơi, tự múc mì ăn kìa tơi. Tơi ơi. Mèo. Đi nè mèo. Đi. Mèo con nãy đâu bà hai? Mèo ngoài nhà ngoài. Mèo này dạng là nó đeo sát chân xù. Nó đi vô đi ra, nó biết đường đi vô đi ra đó thấy không? Hay cái gì vậy? Xu à. Xu ơi. Mày ăn sướng quá ta. Kéo tóc lại kìa Xu. Đi ăn ăn mình đi ra đó làm gì? Dơ. Không mang dép của ai vậy? Không mang dép của ai vậy? Su mang dép của ai Su? Su mang dép của ai Su? Su ơi. Chào ai? Dép của ai? Dép của mẹ. Dép của ai? Nói coi dép của ai? Dép của ai Su? Rồi múc, múc vô, múc ăn vô giỏi. Hai ba giỏi 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 bé Su Su giỏi 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 đó ăn như tôi ngủ không không hút lên kéo dài ra này hen rồi làm lại coi làm lại coi làm lại coi lại coi đó, kéo dài ra. Rồi hút lên từ từ hút lên hút lên từ từ hút lên hút lên hút lên hút lên chu cái mỏ ra hút lên hút lên rồi hút lên rồi hút lên từ từ hút lên hút lên hút cái gọt lên Su chu cái mỏ ra hút lên gấp gấp hút lên giỏi quá hay quá luôn ăn mì chiên cực rồi gớt rồi dơ rồi lẫm lên rửa rồi lại xô nước ở xô nước ẹ ẹ ghê quá ở xô nước rửa rửa cái muỗng con mèo rồi con lại vào dầu nước rửa đi wow. Đưa đây cô rửa đưa đây rồi tiếp tục ngược tay rồi đổi tay đi tay trái rồi đổi tay đúng rồi đổi quá rồi rồi ăn tô mì này no luôn ăn chén mì này no luôn ê lấy tay chứ sao bóc lấy cái muỗng chứ sao bóc tay hay quá xui không muốn hộp sữa luôn hả ăn chuối không bà bảy? Ăn chuối không bà bảy? Ăn chuối không Su? Su ăn chuối không? Su ăn chuối không? Su Su có rồi. Su Su có rồi. Ê dơ con, đừng có để vô chén. Vô nó hỏi nó ăn chuối không Su, nó nói Su có rồi. Trời này. Bể rồi. Bể rồi, múc vô ăn đi, múc tiếp. Múc tiếp, hút lên. Tiếp trình diễn tiếp. Thôi đừng múc tay. Đừng múc tay, lấy tay này múc nè. Lấy tay này múc. Ghê ẹ kìa, cầm cái muỗng, cầm cái muỗng. Cầm muỗng chị Su. Con nghe la ngày qua la mi thi rồi ghé đây mà.
Nào, bữa nay thứ hai còn vô trường thì nó hơn gặp nó hổ thiếu anh. Thứ ba nó giờ thứ ba nghỉ thứ hai còn vô trường. Chú à, con làm vậy? Múc ăn vô đi, giỏi. Mày qua ba kêu vô đi học rồi vô đây đó đi chơi không vô được. Múc ăn đi, giỏi. Ba mới vô. Rồi, múc lên. Ngon quá. Cái nữa. Con vợ con nhắn tin con mắng con chửi ông ba dượng con vô lắm luôn. Húp lên. Cái ông đưa cho mẹ con coi mẹ con. Húp lên giỏi. Giỏi. Mẹ con, mẹ con chửi con khóa máy luôn. Giỏi. Hai ông bà thích đây nè. Múc vô. Nó nứt là chính nè, nứt lên sau dài dạo là dớt được hơn. Bỏ nước nẻ hết trơn hết trời. À, bà nội vô từng bọc trơn nè Su. Bà nội bán chuối được mua sữa cho Su đó. Múc ăn dứt đi. Múc vô, múc vô. Đừng lấy bọc nữa. Bọc của nội, để nội vô chuối con. Su vô chuối. Vô cây roi á, Su vô cây roi á, chịu không? Múc vô đi, múc ăn đi, còn mấy muỗng nữa hả? Múc ăn đi Su. Nè. Múc ăn dứt cho nó, bà múc sữa vô nè, đi nè, ở đó nè, tao đi tao bỏ à. Bà nội đi, bà nội bỏ kìa, chú Tư đâu? Chú Tư rồi. Chú chết rồi. Chú đi đâu? Chú còn ngủ. Còn ngủ. Còn ngủ hả? Rồi lấy bọc làm gì vậy? Bỏ cái này. Bỏ cái này hả? Cái đó là cái gì? Cái dao. Cái dao. Cái đồ cạo râu. Cái đồ gọt rau củ. Rau củ. Rau củ. Dao bào rau củ. Dao bào rau củ. Còn rau còn rau cái chết mẹ cái miệng nè. Cái gì nè? Bữa nào đi học? Su bữa nào đi học? Su ơi, chịu đi học không Su? Chịu. Vô nhóm rồi, vô khoái lắm, vô ngồi lại chụm lấy người ta liền hả? Vô thử rồi hả? Ừ. Gửi nhóm nào? Cô Hồng. Cô chị cô Thánh, cô Công Hồng. Đi học ngoan nha. Dạ. Dạ, ơi, giỏi quá ta. Trời ơi, bỏ vô bọc lắm nha. Bể chén rồi con ơi. Ăn bún mì đi con. Ừ, bún ăn giỏi. Ừ, giỏi. Mới bút về với chú Huynh nha. Nói chú Huynh ở đâu? Múc vô xuống. Giỏi. Ăn không hết, họ cầm bọc theo xuống chợ luôn nha. Có cái chén nè, cái đi bút. Đi bút hủ tiếu ăn. Rồi, múc vô tiếp đi, ăn tiếp đi, cho hết cái chén đi. Mấy miếng kem. Hay lắm, hắn đi ngồi coi kem trốn vô hả, múc quá một con rồi. Một bồ của nước tét bé hết trơn rồi, bữa nay cũng một con nữa. Rồi, múc tiếp vô ăn hết chén đi em ơi. Thôi, tôi đi gói bông đây. Giao hàng này. Gói bông đây. Nay giao tới đâu nè? Ông đĩa ơi, cừu làm viên kìa, nhăn cái răng ra coi. Tin 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 tin. Đó. Rồi chỉ vô cái mặt làm viên. Đó. Cái răng chuột đâu? Răng chuột. Ồ, răng chuột á hả? Su được mấy cái răng? Ba răng. Mấy cái Su? Răng. Mấy cái? 10 cái không? 10 cái. Ủa sao cái quần bị rách rồi? Rách lỗ nè. Sao quần con bị rách lỗ rồi? Hả? Nè, nó rách rồi nè. Rách nè. Sao quần bị rách lỗ rồi? Đây nè. Sao vậy? Sao bị rách lỗ rồi? Bị rách lỗ rồi Su? Bị rách rồi. Rồi, xách cái chén luôn. Không múc nữa ăn.